các công ty của Đức vẫn đang đứng vững trong khi khủng hoảng kinh tế xoáy vòng. Công ty của gia đình Smith & Hans tự hào là một phần của Mittelstand, một hiệp hội các công ty vừa và nhỏ, là sức mạnh chính của cường quốc kinh tế Đức, sử dụng gần 4 trên 5 người lao động trong khu vực tư nhân. Có trụ sở tại Berlin với một lực lượng lao động 50 người, công ty Smith & Hans sản xuất các thiết bị đo lường chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm và thực phẩm, gần như tất cả được xuất khẩu và một nửa số lượng này được xuất khẩu ra bên ngoài châu Âu. Chủ tịch Matis Kuchetda là thế hệ thứ 5 của gia đình điều hành công ty, nói rằng cho đến nay họ đã vượt qua suy thoái mà không bị thiệt hại. Ông Kuchetda giải thích, cho đến nay, khủng hoảng liên quan nhiều đến khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng thâm hụt ngân sách nhà nước và may mắn là nó chưa lây lan sang nền kinh tế thật sự. Tuy nhiên, ông có một chút lo lắng rằng những cảm giác tiêu cực về cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng Euro có lúc sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thực sự. Đối với công ty Smith & Hans, hiện nay, sức mạnh của các thị trường mới nổi ở châu Á và châu Mỹ Latin đủ để bù đắp cho sự yếu kém tại châu Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp Đức tại Berlin trong cuối tuần qua đã cảnh báo rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu không phải là miễn nhiễm đối với các vấn đề trong sừng sầu của mình. Bà Merkel nói rằng nước Đức cần tăng cường nhu cầu trong nước càng nhiều càng tốt để tạo ra một động lực thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực đồng Euro. Với niềm tin kinh doanh ở mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi, các công ty lớn nhất của Đức, bao gồm cả tập đoàn bán lẻ khổng lồ Metro, hãng hàng không Lufthansa và ngân hàng Deutsche Bank đang cắt giảm hàng ngàn việc làm. Các công ty khác như Open, ThyssenKrupp đang quay trở lại chương trình rút ngắn thời gian làm việc đã được thực hiện vào thời điểm cao độ của cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2009. Các kinh tế gia cho rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Đức trong tháng 9 chỉ có 6.8%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực đồng Euro là 11.3%. Mặc dù tổng số thất nghiệp trong tháng 9 đã tăng 9.000, nhưng những công ty như Smith & Hans vẫn gặp khó khăn để tuyển dụng. Ông Matis Kuchetda giải thích, do công ty của ông sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, nên họ cần có những người có trình độ và tay nghề cao, các kỹ sư điện tử, kỹ sư IT, và những người này rất khó để tìm, đôi khi ông đã phải mất cả nửa năm để tìm đúng người. Với nhiều kinh tế gia dự kiến, tăng trưởng kinh tế ở Đức suy thoái trong nửa cuối năm, nên tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trước khi hồi phục trở lại.